Hiện tại là mình đang đứng trước bến du thuyền của Anna Marina Resort. Rồi phía đối diện các bạn có ba tòa nhà đang chuẩn bị xây dựng, đó chính là La Luna Resort mà hôm qua mình có video clip tiếp cận công trình rồi. Ngày hôm nay là mình đứng xa ngay chỗ bến du thuyền, mình quay cho các bạn xem toàn cảnh khi mà mình đứng ở trên đó thì mình nhìn xuống được bến du thuyền, và ngược lại là khi mình ở xa mình sẽ nhìn được toàn bộ cảnh của tòa nhà La Luna và một góc của thành phố Nha Trang. Và đây là những cái villa của Anna Marina Resort, hiện tại là người ta đang sửa chữa. Khung cảnh ở đây cực kỳ đẹp, phía sau mình có thể nhìn ra được hướng núi, và cái hướng núi đó cây cối rất là nhiều, xanh tươi mát mắt. Phía dưới đây là như là lobby bar đó các bạn, buổi sáng thường hay bán cà phê. Mặc dù là cái resort này là người ta đã đóng cửa để thi công nhưng mà vẫn nhận khách. Và hiện tại là mình đang đi xuống phía dưới biển Đông, nơi mặt trời mọc. Và bây giờ nó hơi bị ngược sáng cho nên mình sẽ không thấy rõ được khung cảnh ở đây. Các bạn nhìn thấy nước biển ở đây cực kỳ trong xanh. Nhìn phía dưới nè, mình thấy đá ở trên luôn. Và họ đang làm cái bến du thuyền của La Luna Resort. Đứng ở đây mình có thể nhìn được mấy cái tòa nhà ở trong trung tâm thành phố này. Và khi mà buổi tối, đặc biệt là buổi tối nha, nhìn vô trong trung tâm thành phố thì thật sự rất là lung linh huyền ảo. Đứng ở đây là ban ngày mình đã thấy nó đẹp rồi, mình vô thời điểm là ban đêm nữa cực kỳ đẹp luôn. So fragile, like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting feelings. But I won't leave you. Will everything we know be lost and changed for something new? Only time will tell, but I'll be holding you. Quay cho các bạn xem, mình vừa thấy hai con cua mà màu sắc nó cực kỳ đẹp luôn, nó ở phía dưới đá nè. Đâu rồi nó, đâu rồi? Ôi đứng đây mình có thể thấy được con cua nó bò luôn nè. Và ngoài ra là mình cũng có thấy cá, đây nè cá nè các bạn. Đó, một con cá màu đen nó đang bơi. Đó, có khá là nhiều luôn. Wow, ở đây là một cái khung cảnh vô cùng đẹp và hữu tình như trong tranh. Một bên là biển, một bên là núi và phía trên là bầu trời. Đây là cái ngôi biệt thự mơ ước của mình. Tương lai của mình sẽ phấn đấu để mua được cái biệt thự này. Bây giờ mình sẽ đi theo con đường này và đi lên trên, quay cho các bạn xem cảnh ở đây cực kỳ đẹp. Lâu lắm rồi mình mới được chiêm ngưỡng một khung cảnh quá tuyệt vời như thế này. Ở ngoài kia có một chiếc cano. Biển này cực kỳ xanh ha.
buổi sáng á, khi mà mình ở trên này mình có thể nhìn được mặt trời mọc, còn buổi chiều mình đứng góc này mình cũng có thể nhìn thấy được cảnh mặt trời lặn, vô cùng là tuyệt vời. Đây là một cái vị trí rất là đẹp và rất là thuận lợi cho việc chúng ta nghỉ dưỡng tại đây. Đây các bạn coi nước biển nào mà nhìn thấy được cá ở phía dưới luôn, nó bơi nè. Đây các bạn thấy cá nó bơi không? Xin nhắc lại với các bạn, đây là bến du thuyền của Anna Marina Resort và cũng là của La Luna Resort luôn. Và tương lai khi mà dự án này đi vào hoạt động sẽ có rất là nhiều du thuyền và cano đậu ở đây. Và một cái điều đặc biệt như thế này nè, khi mà vào ban đêm, tòa nhà La Luna mở đèn lên, ánh đèn nó sẽ chiếu xuống đoạn bến du thuyền này và mặt nước của mình nó sẽ trở nên lung linh và huyền ảo hơn nữa. Hiện tại bây giờ các bạn thấy không, là chỉ là công trình thôi mà bây giờ là nó đã in bóng xuống phía dưới mặt nước rồi. Đây nè, đây là cái đoạn này nè. Bây giờ mình sẽ đi lên để ngắm những cái biệt thự ở mặt biển này nha. Giờ có khách du lịch ở đây ở nè, khách châu Âu. Xung quanh mặt biển đối diện những cái căn biệt thự là người ta có trồng nguyên một hàng cỏ. Đây là những cái cỏ họ đang trồng, lá nó chưa thật sự lớn. Đây là các căn biệt thự hiện tại là người ta đang xây dựng nên các bạn. Xin chào tất cả các bạn, hiện tại là Hana đang ngồi ở phía trước bến du thuyền. Đây bên cạnh là bến du thuyền nè. Đó, bến du thuyền. Ngồi đây view cực kỳ đẹp luôn. Biệt thự là đa số là nằm ở phía sau những cái khu văn phòng này. Cho nên là nãy giờ mình đi mình hưởng thụ không khí ở đây cảm thấy rất là trong lành. Mặc dù là họ chưa có đi vô hoạt động đó, mới chỉ là xây dựng hình thành nên. Và cũng cái bến du thuyền là chưa có hoàn thành, và tương lai nó sẽ hoàn thành và mình nghĩ là nó cực kỳ đẹp và đẳng cấp. Đặc biệt là các bạn thấy tòa nhà La Luna đó, ở trên đó có sân đổ trực thăng. Nhưng mà khi mà những người tỷ phú người ta có mua trực thăng riêng, người ta đi đậu tại đó. Đây là cái điểm mà những cái resort khác không có, chỉ có La Luna mới có thôi. Các bạn thấy khu resort Anna Marina như thế nào? Vô cùng đẳng cấp đúng không? Và đây cũng là một trong những cái resort 5 sao nổi tiếng tại Nha Trang này, với view biển nè, view núi nè, và nó nằm ở cách xa trung tâm thành phố nữa. Nó rất là thích hợp đối với những ai thích khung cảnh bình yên. Và khi các bạn tới du lịch Nha Trang thì đây cũng là một cái địa điểm nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời cho các bạn tham khảo thêm. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video của Hana. Mọi góp ý hay thắc mắc gì các bạn có thể liên hệ qua những địa chỉ ở dưới phần mô tả video nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem, để Hana có thêm nhiều động lực chia sẻ cho các bạn nhiều hơn clip nói về Nha Trang. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye.